đây mênh mông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, trên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Xin chào tất cả các bác. Hiện giờ thì em đang test mixer F7 chống hú, MB chống hú đấy ạ, gửi cho các bác ở tỉnh xa. Thì em cũng đang set up trước khi gửi cho các bác từng line một cũng như là các phần tổng luôn, để căn chỉnh cũng như là kiểm tra trước khi gửi cho các bác. Hiện tại thì em đang hát với một đôi loa CAF về dòng mixer F7 MB này, trông vũ rất là tốt các bác nhé. Em hát rất là gần đôi loa ở cạnh đây, em tăng cho các bác. Đấy, nhưng mà hát rất là thoải mái và bass chết rất là hay, và thứ hai là vang nhại rất là hay. Thì em cũng đang đóng để gửi cho các bác ở các tỉnh. Rất là cảm ơn các bác cũng như là đã mua hàng tại bên Micro Audio. Thì rất là nhiều bác mua tại bên Micro Audio và cũng có những cái lời khen về cái dòng mixer F7 MB này, chống hú rất là tốt. Thứ hai là về phần tăng bass test rất là hay. Ở đây thì trước khi các bác nhận được hàng thì tất cả những cái mục chỉnh thì em đã chỉnh hết rồi. Còn sau quá trình mà vận chuyển thì nó có xê dịch thì các bác có thể chỉnh thêm hoặc là tự tăng cho bộ dàn của nhà các bác. Ở đây khi các bác bắt Bluetooth thì các bác cần ấn vào phần menu này thôi. Tiếp theo là các bác ấn vào mục sang phải này để nó chọn cái mục Bluetooth. Như thế là các bác có thể bật điện thoại lên và các bác tìm mục Bluetooth trên điện thoại các bác và kết nối với con mixer Yamaha này. Ok, em dừng lại video tại đây. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là tin tưởng sử dụng dòng sản phẩm bên Micro Audio.